trọn vẹn lời yêu. Cùng mơ giấc mơ thiên thần, cùng nhau quay con này chú, cận vô cận vô. Chú. À, kính thưa quý vị. Nhạc quá hay. Con người ta sống trong một gia đình rất là gia giáo, đâu có đi giang hồ đâu, cho nên không cần dừng bước giang hồ nhé. Biết hôm nay ngày gì không? Happy birthday. You know? Stop here. Happy birthday có biết không? Đây là của cháu nha. Đây là cha cháu nha. Phải chơi làm sao cho nó thật da diết, nói lên được cái tình cảm cha con. Bạn là người biểu diễn mà, cho nên phải có xúc động, cảm xúc. Làm sao cho mọi người đều phải xúc động, thậm chí phải rơi lệ. Ok. Happy birthday. Chú. Mới ra đời hả cô? À, em con cũng rơi lại ướt áo nè. Kính thưa quý vị, kính thưa gia chủ, à, kính thưa bô lão. Không, bà ngoại ông nội lên lầu rồi. Hôm nay cách đây 14 năm, trên bầu trời đêm có hai vì sao đã gặp nhau. Đó là vì sao Trần Minh và vì sao Quỳnh Nga. À không, đó là vì sao Thanh Thảo. Họ gặp nhau, yêu nhau và đi đến hôn nhân. Sau đó một năm, rồi một lô sao mới được ra đời. Đó là ngôi sao Anh Vũ. Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 14 của Anh Vũ. Tôi dành tất cả những gì đẹp nhất, quý báu nhất cho con tôi. Một ban nhạc thính phòng, đầu bếp một cặp luôn, làm ở nhà hàng 5 sao, bánh kem 3 tầng tượng trưng cho cha, vợ và con. Tôi muốn cho mọi người thấy rằng tôi Trần Minh là một người cha tốt, luôn yêu thương con mình. Sau đây tôi xin tặng riêng cho cháu một bài hát liên khúc. Đó là liên khúc cho con ngày nay. Đèn cày trước nha. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng. Ba ngọn nến lung linh. Thắm sang một gia đình. Cho con. Cho con.
Bà sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa. Mẹ sẽ là cành hoa cho con cài lên ngực. Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con, vì con là con ba, con của ba rất ngoan, vì con là con mẹ, con của mẹ rất ngầu. Thảo à, xin bài nữa được không? Bao năm qua em trở thành thiếu phụ ngồi du con đồng. Ba, sinh nhật con mà. Cái cha mày Ba, sinh nhật con. Ba xin lỗi con. Ba thấy mẹ con vậy ba cầm lòng không được. Em, anh chịu hết nổi rồi. Hèn chi ba mẹ trốn trong phòng là đúng. Anh không biết chừng nào hàng xóm họ phàn nàn cái vụ ồn ào này nữa. Để em vô đuổi họ đi. Anh đừng có cản em đó. Em rất hiểu con người của anh Minh, không thể cho anh ta một cơ hội nào hết á. Khoan đã em, anh nghĩ là anh ta cũng chỉ tổ chức sinh nhật cho Vũ thôi, cho dù hơi phô trương một chút á. Anh vẫn chưa nhìn thấy hay sao? Anh Minh anh muốn đấu với anh đó. Anh nhắm có đấu lại được không? Thôi, anh chịu thua. Anh không đấu nổi với anh ta đâu. Anh không thể làm mặt dày như vậy được. Ca mà coi như muốn đổ lệ luôn. Ủa nãy ra nghe loáng thoáng nghe, ai đấu thua ai? Ủa, bộ anh là cái người dễ buông xuôi vậy sao Hoàng Hải? Anh không cần nói như vậy đâu. Ủa, vô cùng cần thiết, đặc biệt cần thiết. Trời ơi, nếu mà không làm vậy thì làm sao chứng minh được tôi là người cha tốt? Thôi đủ rồi, anh đừng có gây thêm chuyện nữa. Gây chuyện rồi sao? Để cho người khác thấy là ai có bản lãnh hơn ai chứ. Ba, con sắp hát rồi, ba vô với con đi. Lần đầu tiên con được quay phim khi hát đó. Sao con trai, thấy vui không? Dạ vui. Có thích không? Dạ thích. Hôm qua mà có ban nhạc sống như vậy thì hay lắm á. Vậy ba có phải là người cha tốt không? Dạ, cả hai ba đều tốt hết. Nhưng mà ba Hải toàn cho con ăn đồ ăn chay không à. Gì vậy? Sao có chuyện ăn chay ở đây? Cúi đầu xuống ba coi, coi đầu con có bao nhiêu chấm. Ủa, chi vậy ba? Vậy con vô chùa Thiếu Lâm con tu luôn đi. Không sao, tối nay ba dẫn con đi khắp Sài Gòn luôn, vô những nhà hàng có những món ăn ngon nhất, mắc nhất. Dạ. Cho con tận hưởng tuổi thanh xuân. Cho con đi với, con cũng muốn đi không nữa. Có đi đâu hết, ở nhà mẹ nấu cho ăn. Yên tâm đi con, sẽ có đầu bếp nhà hàng 5 sao đến đây nấu cho con ăn những món ăn không đụng hàng. Quá, thiệt không ba? Ba của bây giờ hứa lèo với con. Như vậy con sẽ nhịn ăn để ăn những món ăn không đụng hàng của ba. Ba, con cũng muốn ăn đồ ăn không đụng hàng nữa. Không thành vấn đề, ba sẽ tự xuống bếp nấu cho con ăn. Được. Để coi coi cái người cha nào đem đến cho con mình những món ăn ngon nhất. Hai anh đấu với nhau. Yeah. Come on, please. Wow. Cá khô tổ, món con thích nhất. Giơ tay. Từ từ, còn nữa. Còn nữa nha các còn con. Dạ. Giơ tay, giơ tay. Món thịt bò xào rau cần, món con thích nhất. Rồi. Giơ tay tiếp. Còn nữa. Còn nữa nha các con. Còn nữa. Oh.
con thích nhất nè. Từ từ các con, còn rất nhiều món ngon, đúng không anh Minh? Yeah. Nấu cái gì nữa chứ, thắng thua đã quá rõ ràng rồi. Mấy cái món này dòm nhìn cũng hấp dẫn lắm, nhưng mà ăn mới biết được. Yên tâm đi, tôi chỉ mới nấu 50% thôi. Thì phải thử thì mới biết tài năng của bạn tới đâu. Cái này là thịt bò xào cần. Thịt bò xào cần. Thấy sao? Cũng thường thôi. Đó, đó, cảm nhận đi, ngon lành phải không? Chưa nuốt sao thấy? Thịt bò xào rau cần ăn vô nó giống như là thịt cò mà xào bần vậy. Bởi vì nó có độ chua, nhức hầu. À, cắn gà. Anh gấp đại luôn anh khỏi lửa. Sao sao? Ngon lành không? Chưa nuốt sao thấy? Gà tam hoàng chắc luôn. Gà tam hoàng là sao? Hội tam hoàng xã hội đen. Gà làm đen thùi lùi thành xã hội đen, cái là gà tam hoàng. Trời. Cái này gì đây? À, còn đây. Trong cái tổ. Ừ. Thử đi. Để coi. Cá kho tổ chứ gì? Đúng đúng đúng. Coi chừng mất xương nha. Mất xương kỳ lắm á. Ba sa kho tổ. Cái này người nào bị lên máu không ăn được. Bởi vì sao? Muối mặn tình người. Nói dớ dẫn gì đâu không à. Toàn là món ngon không. Có giỏi á thì nấu vài món thử coi. Bạn cứ chờ một chút đi. Một chút thôi. Chờ cái gì? À, chờ ông trời tới cứu anh phải không? Nấu liền đi. Nấu liền đi. Anh, đi tập về cho ảnh. Tôi không cần. Tôi không cần cái tập về. Cái tập về là dành cho bọn Huỳnh Hoa. Trời, mấy cái món này tôi đâu có cần đụng tay tới đâu. Trời, không đụng tay, không lẽ đụng chân hả? Cứ đợi, cứ chờ đi. Chờ chút xíu thôi. À, không lâu đâu. Vũ. Dạ. Ra mở cửa. Dạ. Cứ nhai hoài à, làm như nhai xin gum vậy. Chờ nè, chờ nè, chờ nè. Tăng ta đằng tăng 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 ta đằng tăng 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 ta đằng tăng 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 tăng. Món ăn ngon đã đến. Món ăn ngon là sao? Đầu bếp đặc biệt của nhà hàng 5 sao. Tôi mời đến đây. Đầu bếp, mấy chú có đem đầy đủ nguyên liệu tới chưa? Đầy đủ. Duyệt. Ngơ ngác như đai vàng hết rồi. Món này là món Huỳnh Nga dệt lụa. Món này là món Trần Minh bó chuối. Hay không? Hôm nay không cần ra ngoài mà vẫn có những món ăn ngon. Ba tốt của con, ba quả nhiên là lợi hại. Mời quý vị hưởng thụ.
việc cần làm không chịu làm, toàn làm những việc đâu đâu không à. Bụng Vũ giờ no căng rồi, chắc mấy ngày nữa không ăn cơm. Như vậy là người cha tốt hay sao? Không thể làm cách đó được. Anh ta làm vậy có tốt cho bọn trẻ đâu, chỉ biết nghĩ tới bản thân của mình thôi à. Đấu với anh ta một lần mà anh mệt quá à. Không biết hơn thua vậy để làm gì nữa. Anh cứ như vậy hoài thì mãi mãi sẽ không bao giờ trở thành người cha tốt được. Nhưng bây giờ cả Dương á cũng bị anh ta lôi kéo rồi. Mình phải tốn biết bao nhiêu công sức không bằng người ta bỏ tiền ra để mua. Anh không tin đâu. Bỏ tiền ra thì trở thành người cha tốt được sao? Anh phải nghĩ cách để cho tụi nhỏ vui vẻ cuối tuần này mới được. Thôi đi, cái câu này anh nói mấy lần rồi mà anh có thực hiện được đâu. Ngày mai là cuối tuần rồi đó, anh nghĩ cách gì chưa? Thì anh đang nghĩ nè. Nghĩ hoài mà không có ra gì hết trơn à. Thôi, nói vậy chứ anh cứ từ từ mà nghĩ. Em tin tưởng ở anh mà. Em tin tưởng anh hả? Sao vậy? Nhưng anh không tin tưởng bản thân mình. Không biết sao mà anh nghĩ hoài mà không nghĩ ra được gì hết. Thôi đừng cố gắng quá. Em có một ý như vậy nè. Anh thử nghĩ xem coi tụi nhỏ thích cái gì, có nguyện vọng gì thì mình thực hiện theo thôi. Đúng rồi ha. Em nhắc anh mới nhớ. Sao anh có thể phạm sai lầm như Trần Minh được? Anh vẫn không tin Trần Minh chỉ có 2 ngày có thể làm người cha tốt. Chúng ta đi tìm các con bàn chuyện đi. Anh đi đi. Làm gì thì làm, em vẫn không bỏ qua cái chuyện mà anh hẹn hò với vợ cũ đâu đó. Thôi mà em, nhắc hoài chuyện này. Bây giờ anh sẽ làm người cha tốt. Tình yêu, nhẫn nhịn, rộng lượng, dị tha. Đó. Anh đi nha. Đi đi anh. Làm gì giống như ma đuổi vậy? Có người theo anh. Đâu? Có ai đâu? Có cái thằng cắt kè bông với thằng bông nó đeo bông tai. Nó có vô hỏi anh, nói anh không có ở đây kìa. Làm cái gì vậy? Thằng Minh, tôi không muốn nè. Thằng Minh đâu? Nè, mấy anh đi đâu vậy hả? Thằng Minh đâu? Nè, đừng có nói là mở tiệc bạc ti nữa nha. Làm mà không trả tiền, nó thiếu tiền, tôi tới đây đòi nợ nó. Đứng lại, khoan đã. Đừng có khèo, em khèo nó biết anh trốn ở đây thì sao? Tao hiểu đừng có khèo. Sao em mang dép? Đứng lên. Ông mà không trả tiền nè, vậy nè. Kỳ đất hả? Tự hiểu. Cắt cổ hả? Thông cảm mấy anh ơi, tại dạo này buôn bán ế ẩm. Không ấy vậy đi, mấy anh cho tôi vài ngày đi, tôi hứa tôi sẽ trả cho mấy anh mà. Biết bao nhiêu lần rồi? Một lần hả? Có chắc không? Một lần ở nhà này thôi, còn ngoài đường người ta chục lần. Trần Minh, anh có nhiều tiền lắm mà. Có nhiều tiền hả? Trả đây, trả đây. Đó là chuyện xa xưa, mình nhiều tiền, còn bây giờ gặp nạn mình đuối rồi. Mấy anh ơi, nhà này không phải là nhà của tôi. Mấy anh làm vậy tôi mắc cỡ lắm. Không ấy vậy đi, mấy anh về nhà tôi gần lắm, cả 30 cây thôi. Cái gì? Nếu mà gần quá mà không đi được thì cho 10 ngày. Cái gì? Phải. Cái gì? 5 ngày. Cho nó lại. 3 ngày. Yeah. Ông nói đó nha, 3 ngày mà không có là ông mất mạng với tôi đó. Đi. Mày coi chừng tao á. Trời ơi. Trời ơi. Trời.
Anh làm cái gì vậy hả? Không có tiền mà làm tùm lum thứ hết á. Để coi anh trở thành người cha tốt như thế nào đây. Biết làm sao được. Bữa nay là không có cách nào dẫn thằng Vũ ra ngoài chơi được. Ba cũng muốn nợ nần đâu. Không ấy bây giờ Thải Hảo, à không, Hải Thảo, làm ơn giúp tôi lần này đi. Không ấy ra ngoài nó kỳ đất luôn á. Kệ anh. Lát có gì anh thương lượng với anh Hải đi. Nếu mà giúp được cái gì thì anh giúp cho. Trời ơi, thật ra bình thường anh chỉ cần cố gắng quan tâm tới con một chút thì tự nhiên con nó sẽ gọi anh là người cha tốt thôi. Tình cảm là phải xây đắp từ từ, đâu có phải dùng tiền mà mua được đâu. Đúng rồi, tình nghĩa là vô giá mà. Cái đạo lý này tôi biết, tôi hiểu. Thôi tôi đi nha. Tôi không thể để cho thằng Vũ nó nhìn thấy tôi như vậy. Ba à, ủa ba đi đâu vậy? Con trai ngoan của ba bữa nay không có dắt con đi chơi được đâu. Ba có chuyện gấp. Có mấy ông khách sộp đang chờ ba. Ba phải đi gấp. Khách sộp hả? Hai người hồi nãy chứ gì. Không sao đâu ba, ba cứ đi đi. Bữa nay con đi chơi thả diều với ba Hải nè. Con cũng đi với Dad nữa. Ba Hải còn dẫn con đi trượt ba tin nữa đó. Giúp con thực hiện được ước nguyện của con bấy lâu nay. Hôm nay bọn trẻ đi thả diều rồi đi trượt ba tin. Vui lắm. Anh Minh, anh đi không? Anh có biết trượt ba tin không? Biết sao không? Có thể là tôi không phải là người cha tốt, chỉ biết trượt bỏ cái trách nhiệm của mình. Tôi sắp phải đi xa. Tâm sự tôi nhờ hai vợ chồng chăm sóc Vũ giùm tôi nha. Không sao đâu. Nhưng mà lần sau á, nhớ đừng có sân si như vậy nữa. Lúc nào tôi cũng coi anh là ba của Vũ. Vậy là được rồi. Lần nữa tâm sự nhờ hai người chăm sóc cháu Vũ giùm tôi nha. Anh giải thích như vậy á, chỉ có con nít nó mới tin được anh thôi. Em muốn anh giải thích làm sao nữa? Em chỉ muốn anh đừng có gặp lại vợ cũ của anh nữa. Mà nếu có gặp á, thì phải em đồng ý mới được đó. Được rồi, anh đồng ý. Anh cứ nghĩ em không biết ghen chứ. Anh đừng có chọc giận em nữa nha. Anh làm việc mờ ám như vậy còn nói em ghen nữa hả? Em mà thèm ghen á hả? Vấn đề đang ở chỗ á, là anh coi thường em. Anh coi thường em hồi nào? Bởi vậy anh á, lúc nào cũng chối. Em ghét anh là cái chối đó. Vậy mới xứng với sự càm ràm của em chứ. Anh mà không gặp vợ cũ thì em càm ràm chi cho mệt. Hôm đó là Hoài Thu có hẹn với con của anh. Em biết Hoài Thu là người tử tế mà đúng không? Cô ấy chỉ mong là anh lo cho các con của cô ấy, vì cô ấy ở xa không lo được. Cái điều quan trọng á là Hoài Thu rất quý em. Không hiểu sao em không thể ghét chị ấy được. Lúc đầu á, em cảm thấy rất khó chịu với sự có mặt của chị ấy. Nhưng mà khi gặp rồi, em không hề ghét được. Em à, anh thấy từ khi mình cưới nhau tới giờ, vợ chồng mình cứ chăm lo cho các con, không có thời gian dành riêng cho nhau. Anh thấy em dạo này cũng hay căng thẳng. Hay là chúng ta đi du lịch một thời gian cho cuộc sống vui vẻ hơn. Em thấy sao? Em cũng muốn vậy đó. Ừ. Thật sự thì em cũng cảm thấy mệt mỏi lắm. Mà em nghĩ nếu như em căng thẳng quá, em cũng sợ tụi nhỏ ghét em nữa. À, anh. Hả? Anh muốn chúng ta đi đâu? Đi đâu cũng được hết. Miễn là bên cạnh anh có em là được. Dẻo miệng ghê vậy đó. Thiệt mà.
Các con nghe ba mẹ dặn nè. Ba mẹ có việc phải đi vài ngày, các con phải tự lo cho bản thân mình nghe. Các con phải cẩn thận đó. Ra vào không được quên khóa cửa, nấu ăn không được quên tắt ga nha các con. Dạ. Trời đất ơi, ba mẹ chưa đi mà các con bày như vậy đó. Con là chị lớn ở trong nhà, con quán xuyến giùm mẹ, lát con dọn dẹp giùm mẹ nha. Dạ. À còn nữa nè, các con tan học rồi á phải về nhà ngay, nhớ chưa? Đúng đó, không được đi chơi lêu lỏng ở bên ngoài, rất là nguy hiểm. Ba đứa nghe mẹ dặn không? Dạ. Nè, các con ở nhà phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa. Con là chị lớn nhất, con lo giùm mẹ chuyện này nghe con. Dạ, con biết rồi. Con giỏi lắm. Mẹ đi nha. Ba mẹ đi, nhớ về sớm. Mẹ biết rồi. Nhớ về sớm nha ba. Ở nhà ngoan nghe chưa? Mẹ đi nha. Con nữa đó. Dạ. Ba mẹ. Ba mẹ, nhớ về sớm nha ba mẹ. Ba mẹ. Phải nhà của mình không trời? Sao mà khủng khiếp quá vậy nè? Đúng là vắng chủ nhà gà dọc niêu tôm mà. Không được, để em dẹp loạn mới được. Đừng em. Trừ khi chúng ta ở lại, nếu không thì ngoài tầm tay, có nói gì cũng vô ích thôi. Chứ bây giờ tính sao anh? Không lẽ để luôn vậy đó hả? Em nói thiệt, em với anh chỉ cần đi vắng vài ngày thôi, trở về không biết nhà mình như thế nào nữa. Chắc chắn thì sẽ thành bãi chiến trường thôi. Có lẽ phải nhờ ba mẹ trông cháu giùm. Tiếc á, là mẹ em đi chùa chưa có về. À, hay là mình mướn một người để chăm sóc tụi nhỏ. Bây giờ có mướn ai cũng không kịp nữa. À, hay là nhờ ba, nhờ ông nội trông nom bọn trẻ. Thì không nhờ, ông nội cũng đã chăm sóc tụi nhỏ rồi. À, mà ba anh cũng nghiêm khắc lắm, chắc là không xảy ra chuyện gì đâu anh ha. Phải rồi, thà nghiêm khắc còn hơn bỏ mặc. Ừ. Gì đây? Đến giờ học Anh văn của Hồng Hoa. Tới rồi. Hoa ơi, tới giờ học Anh văn rồi con ơi. Dậy đi. Cái gì nữa? Đến giờ ăn cơm của Dương. Trời. Dương ơi, đến giờ ăn cơm rồi con. Đẻ lên. Cái gì đây nữa trời? Đến giờ trưởng bá tinh của Vũ. Vũ ơi, đến giờ trường ba tin rồi con ơi. Mới có nhiều đó mà lui. Ông nội. Nội, nội ơi. Nội có sao ông nội? Hồng ấy, để con kêu ba Minh tới phụ nội nha. Thôi. Thôi, không có được đâu.
Mẹ ghét ba lắm. Ba anh mà qua là sẽ có chuyện ngay. Nhưng mà bữa nay mẹ đâu có ở nhà đâu. Anh ghét nghe cái giọng điệu của em lắm á. Sao lại ghét em? Em ghét mẹ cho coi. Mẹ nói anh em trong nhà không có được ghét nhau. Em làm vậy chi cho nó mệt. Mẹ Thảo dạo này binh vũ lắm, không tới lượt em đâu. Dạ. Thôi mấy đứa đừng có cãi nhau nữa. Ông nội lo nhắc lịch cho mấy con cũng nhức đầu rồi đây nè. Bây giờ các con phải tuân thủ công việc thì nội mới vui. Không thì ông nội chết sớm mất. À, ông nội, ông nội đừng chết mà ông nội. Đừng có chết. Ông nội. Thôi, các con tập trung học bài đi. Ủa, nhưng mà giờ này là giờ con trượt ba tin. Sao tự nhiên ông nội kêu con học bài? Con ăn cơm sớm rồi đi chơi game mà. Đúng rồi đó nội, chỉ có mình con học bài thôi à. Bởi vậy tụi nó học đội sổ hoài là vậy á. Để gọi chị Xui. Alo. Alo. Chị Xui hả chị Xui? Dạ anh Xui hả? Chị Xui đi chùa Long Thành sắp về chưa chị Xui? Tôi cũng gần về tới rồi đó anh. Gần về hả? Dạ có chuyện gì không anh Xui? Ừ chị về tiếp tôi để giữ mấy đứa nhỏ. Chứ một mình tôi quại quá. Dạ rồi rồi. Thôi cúp máy nha. Ờ. Gì nữa đây? Bọn trẻ đi tắm. Ý trời ơi, nhức đầu quá. Tôi đi tắm đi. Dạ. Chị, có thư này chị. À. Ủa, người nhận ít ít đâu phải gửi cho chị đâu. Ít ít là ai? Có phải là Hồng Hoa không ta? Tại em đâu có quen ai đâu. Ồ, đến từ Mỹ. Chị đâu có quen ai ở Mỹ đâu. Có mẹ mà. À, đúng rồi, chỉ có mẹ thôi à. Nhưng mà mẹ đang ở Việt Nam mà. Chắc là có em đó Dương ơi. Tại lúc trước em ở Mỹ, em quen ai bên đó đúng không? Đâu, em đâu có quen ai ở Mỹ đâu. Chẳng lẽ là gửi cho anh ba? Đúng rồi, dạo này anh ba nói với em á là anh ba có nhiều bạn lắm á. Ừ, có thể. Thư của anh hả? Đưa đây. Anh ba có quen ai ở Mỹ không? Ừ. Ừ. Con của chúng ta sẽ đến vào ngày 15. Anh ba có con rồi hả? Em bị điên hả? Nói nhảm không à? Bức thư này không phải là của anh. Dĩ nhiên cũng đâu phải là của em. Chắc là họ nhầm địa chỉ đó. Ừ. Chị nghĩ là bức thư này gửi cho người lớn đó. Nhưng mà người gửi cố ý giấu tên người nhận nên mới ghi lại ít ít đó. Thần bí quá. Rốt cuộc bức thư này là gửi cho ai? Gửi cho ba hay gửi cho mẹ? Ba của mình tên là Hoàng Hải. Biết đâu ít ít lại viết tắt tên ba mình thì sao? Ừ. Nói như chị thì Thanh Thảo cũng có thể lấy tên viết tắt là ít ít cũng được vậy. Ờ. Dad và Mum có một đứa con nữa hả? Là đứa con thứ tư. Không phải là con của Dad và Mum sinh ra chứ? Ừ, tất nhiên. Ừ. Người gửi là Y Y. Chị nghĩ Y Y là tên viết tắt của một người, là ba hoặc là mẹ của đứa bé. Người có một đứa con với ba hoặc là mẹ của chúng ta. Không thể nào là mẹ em được.
cũng không thể nào là ba của chị được. Tại sao? Bởi vì không thể nào. Không cần biết đó là ai sinh ra. Nhưng mà sau này sắp có người gọi em là anh rồi. Em rất ngoan nghênh đứa em này. Tốt nhất là một đứa em gái. Nếu như nó xấu hơn con vịt thì anh sẽ không thèm quan tâm tới nó. Nhưng mà chẳng lẽ nó sống chung với chúng ta hay sao? Như vậy thì gia đình mình phức tạp lắm. Hả? Ai vậy? Hôm nay không phải ngày 15 chứ? Hả? Bây giờ đứng xếp hàng ngang. Trời ơi, chị nói không được. Em nghe cho ai à? Của bà Hoàng Hải đó. Các con có nghe không? Im đi, đừng có phương án nữa. Áp dụng chế độ sàng lọc. Sao biết được? Tất cả là tại ai yếu sẽ bị phạt. Em nói nè. Con của hai không được thì thầm to nhỏ. Có chuyện gì thì nói lớn lên. Đứng dậy. Dạ, tụi con đây nói là. Im. Nghe ông nội nói nè. Phương án quản lý dù hiểu cũng phải chấp hành, không hiểu càng phải chấp hành hơn. Dạ, tụi con đang nói ngày mai là ngày 15. Đúng. Theo lịch huấn luyện của ông nội, ngày mai đi bộ, ngày mốt chạy bộ, ngày kia chạy tăng tốc. Ngày mai đứa thứ tư đến rồi mà. Đứa thứ tư có đến nhanh cũng phải theo lịch của ông nội. Ủa, mà đứa thứ tư là thằng nào vậy? Là đứa con thứ tư. Đứa con thứ tư của nhà ai? Của nhà mình. Ủa, có chuyện gì hả? Đây, nội hãy coi cái này đi. Con của chúng ta sẽ đến vào ngày 15. Vậy chuyện này là sao? Lại có thêm một đứa nữa hả? Ba đứa chưa đủ hay sao mà lại còn thêm một đứa thứ tư nữa? Con của ai? Con không biết. Ây chà, mấy con. Từ từ, để bằng ngồi xuống đã. Để con xách cho. Đây. Bỏ cái này xuống. Rồi. Chị Xui mới về, chị Xui ơi. Trời ơi, quá mệt luôn nhưng mà vui. Sao ở nhà có ngoan không? Mấy đứa nhỏ lên lầu học bài đi. Thôi đi con. Dạ. Tụi con lên lầu nha ngoại. Ôi, té. Ây chà. Ở nhà mấy đứa nhỏ ngoan không? Trời ơi, canh giữ mấy đứa nhỏ nhức đầu lắm chị ơi. Rước chị về chị tiếp tôi đỡ gánh nặng phần nào. Nhưng mà tôi không thể nào đi được. Sao vậy anh Xui? Tôi mà đi, chuyện lớn nó xảy ra. Một mình chị làm sao mà gánh nổi? Không sao đâu, tôi thì tôi quen rồi. Anh cứ việc đi nghỉ đi để tôi chăn tụi nhỏ cho. Chị Xui, chị đừng có lo cho tôi. Hôm qua tôi có lịch rõ ràng cho tụi nhỏ, mà tụi nó vẫn lén ra để làm chuyện riêng tư. Nó làm gì vậy anh? Thằng Vũ lén đi chơi với ba nó. Con Hoa thì đi chơi với bạn trai. Ủa, cái gì? Sao mà nó dám làm cái chuyện đó ta? Hư quá. Chưa đâu chị. Còn chuyện này nữa mới ghê nè. Chị mà nghe một cái là chị choáng váng liền. Cái gì? Đây nè, chị đọc đi. Hả? Con chúng ta đến vào ngày 15. Là sao? Tôi nói có sai không? Chị bắt đầu choáng váng rồi phải không? Chị Xui à? Ủa, anh Xui. Chị uống thuốc chưa?
Ôi chà. Uống miếng nước đi cho nó khỏe. Dạ. Anh xui à, ta nói nhà mình nề nếp, sao bây giờ lại có cái chuyện như vậy hả anh xui? Cũng tại tôi, dạy con không có nghiêm, hại nước, hại nhà, hại người, hại mình. Gì mà nghiêm trọng dữ vậy anh? Thằng Hải là cái thằng lăng nhăng, nó chẳng ra làm sao hết. Anh xui, bộ anh biết rõ chuyện này hả? Đương nhiên là tôi biết. Người ta chỉ có cưới một vợ à, còn nó hai cô rồi mà vẫn chưa thấy vừa bụng. Nó còn muốn thêm cô thứ ba nữa. Nếu như ngày xưa nó bị tống vô tù rồi. Anh à, nếu vậy á, anh có biết là cái cô đó là đã có chồng hay là chuyện này không có nói được. Anh, đến lúc nào thì anh mới chịu nói cho tôi biết? Sao anh cứ giữ bí mật hoài vậy hả anh? Tôi nói thiệt mà chị, chuyện này không có nói được. Sao mà không nói được? Bà chị xui ơi, thằng bé nó sắp đến đây rồi. Nếu tôi biết á thì tôi còn giấu chị làm cái gì? Vậy hả? Trời ơi, nói vậy ra thì ra nãy giờ anh xui không có biết cái gì hết trơn à? Ủa vậy sao dám khẳng định đó là đứa con của Hải được ta? Tôi chắc chắn là con của nó. Từ khi nó còn nhỏ, tôi đã không tán thành cách sống của nó rồi. Sinh hoạt không có kỷ luật, rồi phóng lưu. Người thường đi dạo bên sông, làm sao mà không ướt giày được? Huống chi nó đã sống bên Mỹ, nó đã quen cái thói sống trăng quang ở bên đó. Vợ trước của nó không chịu nổi, phải ly hôn. Chuyện này chắc chắn là do nó làm. Nói vậy nãy giờ tôi nói thiệt anh chỉ là phỏng đoán thôi, chứ biết đó có là sự thật hay không. Thôi anh à, cứ từ từ, chứ đừng có nghi quan cho nó. Ơi trời ơi, cũng tại con tôi thôi. Phải mà hồi xưa nó nghe lời tôi thì bây giờ đâu có khổ như vậy. Cho tương lai ngập tràn tiếng vui. Nó không phải là con của con. Thảo, xin cho nó là con. Thảo, cô ơi. Anh xui. Trời ơi, con tôi. Con. Anh xui. Giữ đông mày chưa? Con ơi. Cùng mơ giấc mơ thiên thần. Cùng nhau. Mỹ lo cho em tin, khi con còn quá nhỏ thì mẹ lại rời xa con. Chuyện nhăn nhỏ là phải song hành với nhau nha con. Cuộc sống tương lai với lại con phải nên thư giãn, phải thường xuyên ngắm cảnh vật ở xung quanh, đừng có để bị mỏi mắt. Tới lúc thi đại học á thì cần là mệt lắm nha con. Dạ con biết rồi. Hãy sống cho nhau người ơi.